Thưa quý vị và các bạn, trước nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của chị em phụ nữ, nhiều cơ sở làm đẹp mọc lên như nấm, đa dạng cả về quy mô và công nghệ áp dụng. Nhiều cơ sở tự quảng bá thương hiệu là Viện Thẩm mỹ Quốc tế, Hệ thống Thẩm mỹ Y khoa hàng đầu Việt Nam trên các hạ tầng mạng xã hội, giờ các chiêu trò để câu dụ khách hàng. Đến khi tiền mất tật mang thì mới vỡ lẽ là các cơ sở này không đủ điều kiện hoạt động. Đầu tháng 10 năm 2023, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng cũng đã phát sóng hàng loạt phóng sự ngăn chặn hiểm họa từ các cơ sở thẩm mỹ không đẹp, nêu lên thực trạng nhiều cơ sở hoạt động thẩm mỹ chui, không phép và trái phép, kém chất lượng. Đến cuối tháng 10 vừa qua, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều ý kiến của người dân phản ánh Viện Thẩm mỹ Quốc tế Medic Skin có trụ sở tại số 117-119 đường Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, không thực hiện đúng cam kết với khách hàng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Mời quý vị theo dõi loạt phóng sự điều tra của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Theo phản ánh của bà Huỳnh Thị Thanh Truyền, trú tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, ngày 11 tháng 10 năm 2022, qua Facebook của Viện Thẩm mỹ Quốc tế Medic Skin, Viện Thẩm mỹ Công nghệ Hoa Kỳ Đà Nẵng, bà được nhân viên tư vấn mời chào sẽ chữa hết rụng tóc, không xâm lấn trong vòng 60 phút với chi phí trọn gói là 833.000 đồng. Tin lời, bà đến Viện Thẩm mỹ Quốc tế Medic Skin tại Đà Nẵng. Sau khi thăm khám, một người tự xưng là bác sĩ chuyên khoa đã tư vấn và quảng bá cho bà nhiều gói chăm sóc với giá gấp mấy chục lần giá quảng cáo. Xong khi mà em tới đó thì không phải là mấy trăm nghìn nữa mà họ tư vấn cho em cái gói Hàn Quốc là 20 triệu, Tây Ban Nha là 40 triệu và Thụy Sĩ là 60 triệu. Thì em thấy nó gấp mấy chục lần cái bài quảng cáo cho nên là em không mua. Thì xong rồi họ mới giới thiệu cho em cái gói 10 triệu. Cái em cũng không mua vì em nói em đi tới chỉ với mấy trăm ngàn họ quảng cáo thôi mà. Thì xong lúc đó là một người mà Medic Skin giới thiệu là bác sĩ á, mới khám cho em rồi mới dùng cái thiết bị để mà soi nang tóc cho em. Thì nói là tóc em không có bệnh cho nên là không cần luôn cái gói 10 triệu đó, chỉ cần 7 triệu thôi là bao đẹp cho em rồi. Là cam kết bao đẹp luôn đó là 7 triệu thôi. Theo bà Truyền, sau khi ngã giá không thành, bà phải gọi chọn gói có giá trị gấp 9 lần so với quảng cáo. Tại đây, bà được nhân viên dẫn lên tầng 2 để lấy máu và tiêm dung dịch vào đầu tóc để thực hiện cái gọi là cấy tế bào gốc. Thì khi mà họ bắt đầu nhận ca cấy tóc cho tôi á, thì họ cấy bằng cách lấy máu của tôi. Họ dùng kim châm vào tay tôi để lấy máu, xong sau đó cấy vào đầu tôi. Thì cấy xong rồi thì về nhà tôi thấy bị đau, đau hết cái vùng đầu, họ cấy máu của tôi kèm với cái thuốc gì đó mà tôi không biết. Dạ, về nhà thì đau hết cái đầu của tôi, tôi bị sốt mấy ngày. Xong rồi tôi cấy tiếp lần thứ hai thì bị sốt luôn 3 tháng, cho nên là tôi quyết định dừng liệu trình không làm nữa. Tương tự như trường hợp bà Truyền, anh Tống Trường Giang, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang cũng có đơn phản ánh Viện Thẩm mỹ Quốc tế Medic Skin tại Đà Nẵng có hành vi quảng cáo không đúng sự thật, lừa đảo khách hàng. Tay tôi bị mồ hôi tay, đó. Tôi có xem cái trang quảng cáo của Medic Skin là với phương pháp là apply điều trị 888.000, nhưng khi tôi đến nơi thì ở đây lại tư vấn cho tôi là với phương pháp là tiêm thuốc vào tay với giá là 8 triệu đồng. Tôi đến lần 1 thì tiêm vào tay là không hết, lần thứ 2 cũng không hết, lần thứ 3 cũng không hết. Và lần thứ 4 thì tôi quá bức xúc và tôi có yêu cầu hoàn trả tiền lại cho tôi như đúng cam kết ban đầu thì ở đây lại không trả. Qua xác minh từ các cơ quan chức năng thì phóng viên được biết đây chỉ là cơ sở phun xăm và nha khoa thông thường, không phải là cơ sở y tế. Việc thực hiện xâm lấn lên người phải được sở y tế cấp phép. Vừa qua thì cũng đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt cái cơ sở Medic Skin, địa chỉ là 117-119 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Nó có hành vi vi phạm là cung cấp cái dịch vụ thẩm mỹ nhưng mà khi chưa công bố đủ điều kiện dịch vụ thẩm mỹ do cơ quan có thẩm quyền nhà nước thông báo. Như vậy thì là sẽ bị vi phạm trong cái nghị định 117 xử lý vi phạm trong lĩnh vực y tế. Sự việc đã rõ, thế nhưng trong thời gian dài, cơ sở này vẫn tổ chức quảng cáo trên các hạ tầng mạng xã hội không đúng sự thật, khiến nhiều người tin vào để rồi mắc bẫy. Trước thái độ phản ứng của nhiều khách hàng khi điều trị không hiệu quả, đòi hoàn tiền theo cam kết không được, nên đã bóc phốt Viện Thẩm mỹ Quốc tế Medic Skin lên mạng xã hội. Cơ sở này đã tổ chức thương lượng sẽ hoàn tiền cho khách hàng
với điều kiện tháo gỡ ngay tin bài và ký cam kết không tố cáo đến cơ quan chức năng. Sau khi mà tôi đăng bốc phốt Medic trên mạng xã hội vì là làm không hiệu quả thì là Medic đến nhà thương lượng trả lại tiền, kèm cam kết là không liên quan đến bên Medic, nếu mà con bốc phốt về làm ảnh hưởng đến Medic thì sẽ đền 1 tỷ. Trước thông tin của dư luận, ngày 31 tháng 8 năm 2023, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã thành lập đoàn thanh tra và tổ chức thanh tra tại Viện Thẩm mỹ Quốc tế Medic Skin tại Đà Nẵng. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra cơ sở, đoàn công tác chỉ được làm việc với người quản lý. Còn đội ngũ gọi là chuyên gia, y bác sĩ giàu chuyên môn được đào tạo chuyên sâu về ngành thẩm mỹ tại các trường đại học danh tiếng trong nước và quốc tế, cũng như trang thiết bị hiện đại được quảng cáo trên mạng xã hội thì không thấy. Sau buổi kiểm tra, thanh tra Sở Y tế đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết định số 2069 xử phạt vi phạm hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ và nha khoa Medic với số tiền là 80 triệu đồng và buộc đình chỉ hoạt động cơ sở thời hạn 12 tháng kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2023 vì đã có hành vi cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở thẩm mỹ khi chưa có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ. Thưa quý vị, ngay sau khi có quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố xử phạt vi phạm hành chính, Viện Thẩm mỹ Quốc tế Medic Skin tại Đà Nẵng đã chấp hành quyết định xử phạt như thế nào? Mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 2 của phóng sự này vào chương trình Thời sự sau.